Ốp. Xí mỏ đâu về đây ấy xí? Hả? Mỏ đâu về đây? Sao sai em biết đường vào đây mà ra đây hội chị vàng? À, anh về trên đường này hội mấy nhà trên này thì đào cho nó thất. Em biết làm được cái nhà này. Đúng rồi, cao quá. Đó. Cảm thấy có người đàn ông ở trong cùng làm cái này có phải tốn việc hơn rồi chị bá. Có xính ở đây mò được đường, bỏ con ở nhà đấy, bỏ con ở nhà cả chị bá luôn. Cụ thể như nào thì đây là hai người tự biết đấy cô bác nha. Nhà nó cho ta nhà chỉnh rộng rộng hai chị ta sang nhớ nhau còn nhà sang đến đây mới đây lắm. Ờ, xin mừng ạ. Chúng tôi không chế được thì lên là không. Nhưng mà chắc có sửa. Xin chào quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang có mặt tại trong làng của em Dương ở cái khu Hạ Sơn này các bác nhé. Hôm nay thì em Dương có tại sao cái phim ghi hình ở đây, bởi vì cũng có một cái thông tin khá là vui đến chia sẻ đến toàn thể các bác được biết, đó là em Sình bị lao phổi, em đấy cũng đã ra viện và về nhà rồi các bác ạ. Hôm qua thì lúc về đến nhà ấy thì Sình cũng có gọi điện cho em Dương và có bảo rằng là em về nhà rồi, bác sĩ cho em về nhà rồi. Và còn có cầm giấy tờ đi để lên trên trạm nộp giấy đơn, nộp giấy tờ ở đấy để hàng tháng đi lấy thuốc. Đó. Thì sáng nay thì em Dương cũng có bận chút việc, thì bây giờ em Dương mới có việc đi lên, có rảnh rảnh một chút thì đi lên trên chỗ nhà của Sình để xem tình trạng sức khỏe của bạn đấy hồi phục như thế nào nha các bác nhá. Sau gọi là hơn 2 tháng bạn đấy có nằm viện thì trước lúc anh em bạn Sình nằm viện thì anh em chúng cháu vẫn có thường hay trao đổi gọi điện thoại thường xuyên, nhưng mà mình để mà muốn biết chính xác hơn thì mình sẽ gặp trực tiếp bạn đấy thì sẽ rõ hơn của bạn. Ngoài ra thì lát nữa em Dương cũng sẽ đi qua chỗ nhà của chị Vá, người mẹ trẻ nuôi 4 đứa con, để thăm cũng như là xem tình trạng sức khỏe của chị Vá hiện tại như thế nào các bác ạ. Bởi vì là hôm vừa rồi thì thấy cũng chị cũng bị ốm nằm liệt giường do là cũng lao lực quá. Ôi dồi ôi, cái chỗ này càng ngày càng lún này các bác này. Sập xuống cao quá thôi này. Cao quá. Nhà của Sình chắc là phải chuyển đến nơi rồi. Ôi, sau một tháng không về nhà, sau mấy tháng không về nhà thì cỏ cây mọc um tùm này. Sình ơi! Sình ơi! Làm gì ấy? Tôi không ấy đâu. Làm gì ấy? Ở nhà không ấy đâu. Ơi, sao lại vẫn còn ho thế này? Vẫn ho mà. Hả? Vẫn ho mà. Ho nhiều hay ho ít? Ho ít thôi. Ho ít thôi à? Bình thường tí rồi. Bình thường tí rồi. Cảm thấy khỏe hơn nhiều chưa? Khỏe đỡ hơn một tí rồi. Hả? Đỡ hơn một tí rồi. Đỡ hơn một tí á? Sao lại một tí thôi là như nào? Đỡ một tí, bình thường một tí rồi. Cảm thấy không giống như lúc trước đi. Vâng, cháu cảm ơn. Vâng, cháu cảm ơn. Hả? Không giống như trước khi đi bệnh viện à? Ừ. Tắt quạt một tí, không tí nó thổi vù vù ở chỗ cái mic này nó kêu. Thế ra viện bác sĩ bảo gì? Em ra viện thì bác sĩ bảo là bác sĩ cho tờ giấy cho em vào đi về nhà thì đi đưa đi cho bác sĩ ở trong xá thì đi lấy 4 tháng thuốc à, nó bảo thế. Uống thuốc. Lấy 4 tháng thuốc về nhà uống. Tức là có giấy giới thiệu ở dưới kia lên thế này để lấy thuốc hàng tháng để uống. Đúng rồi. Thế đi lấy chưa? Em đi lấy rồi. Đi lấy rồi gì? Nó bảo là đi lấy đi 10 ngày đi lấy một lần, 10 ngày đi lấy một lần. Cứ 10 ngày đi lấy một lần. Lấy đủ 4 tháng. Lấy đủ 4 tháng. Lấy đủ 4 tháng thì thôi nó bảo thế. Nhưng mà cảm thấy khỏe hơn nhiều chưa? Nó khỏe một tí rồi. Khỏe một tí à? Đi làm việc nặng được chưa? Đi làm việc nặng thì không được đâu, nó bảo là
bị úa với phổ này thì làm nhẹ thế thôi, làm nạ thì cả làm nạ thì cả là bị tiết nó bảo thế. À, tức là công việc bây giờ chỉ có phải làm việc nhẹ thôi. Ừ, làm việc nhẹ thôi. Không được làm việc nặng. Làm việc nặng thì nó lại bị tiết nó. Làm việc nặng lại bị tiết. Ừ. Đấy, thì bác sĩ bảo như thế rồi thì nhớ theo lời dặn của bác sĩ nhá. Ngoài ra bác sĩ có bảo kiêng cái gì không? Nó không bảo gì đâu. Hả? Nó không bảo gì. Có bảo là, nó cứ bảo là về nhà thì chó này, thì lợn này, thì trâu này, thì bò này không được ăn, nó bảo thế. Ủa? Thì lợn cũng không được ăn hả? Thì lợn thì ăn được. Nhưng à. Thì trâu này thì bò này, thì chó này, thì dê này không được ăn. Tức là trâu bò lợn à nhầm, trâu bò dê. Chó là không được ăn. Không được ăn. Thế thì được ăn thịt gà không? Thịt gà mông thì vớt được. Gà mông thì ăn được. Gà mình, nhưng mà gà đông lạnh là không được ăn. Gà đông lạnh không được ăn đâu. Gà công nghiệp cái kia được ăn không? Không được ăn đâu. Cũng không được ăn. Không được ăn. Được ăn ớt uống rượu không? Rượu thì nó bảo không uống, ớt không ăn đó, nó bảo thế. Ớt cũng không được ăn, rượu cũng không được uống. Ừ. Ừ, nhớ nhá. Bia không được uống. Bia cũng không được uống. Có bảo là không được ăn cơm không? Nó bảo là chua không ăn. Đồ chua cũng không được ăn. Chua cũng không ăn, nó bảo thế. Thế có cho bảo có được ăn cơm không? Nó cho ăn cơm thôi. Cho ăn cơm, rau cải thôi. Ăn cơm, rau cải. Được là tớ là bảo không được ăn, không được ăn cơm nữa. Ăn cơm thì chết đó. Thế thì sức khỏe như thế thì tốt rồi, cứ mình cố gắng uống thuốc rồi điều trị lâu dài cho khỏi hẳn bệnh đi. Cái bệnh này là bệnh mãn tính, nó sẽ không khỏi hẳn được, mình phải uống thuốc duy trì nhá. Thế bác sĩ có bảo là bao giờ có phải đi xuống khám lại một lần nào nữa không hay như nào? Nó không bảo đâu. Nó bảo là cho ra viện thì nó không bảo đâu. Cũng không bảo. Ừ, nó không bảo. Ừ, không phải là tiền có đủ dưới kia lên không? Tiền thì với tiền tiêm xong thì nó bảo cho ra viện thì nó không bảo đi khám. Không, ý bảo là tiền có đủ dưới kia lên không? Tiền đủ mà. À. Tiền với đủ dưới lên. Tiền vẫn đủ dưới kia lên. Đủ dưới kia lên. Thế thì tốt quá rồi. Ừ. Bây giờ ăn cơm được không? Ăn cơm có được thế nào? Ăn được không? Ăn cơm vẫn ăn được rồi đúng không? Ăn trông giống như ngày trước. Ừ. À, cái gì nhỉ? Như nào nhỉ? Quên mất rồi. Đang định hỏi gì quên rồi. À, lên được bao nhiêu cân? Em á? Ừ? Thế là lúc trước đi thì còn 50 cân nữa, lúc này còn 57 cân rồi. Ây da, lên được 8 cân, 7 cân cơ hả? 7 cân nữa. Lên được 7 cân, yeah, 7 tốt quá nữa. Rồi nhé. Yeah. Bác có nhìn thấy không? Những cái hình ảnh của em Sình ngày trước, lúc trước khi đi viện mặt phờ phạc húc hác rồi là rất là ốm yếu. Nhưng mà bây giờ hiện tại là thấy thanh niên về cảm giác như là khỏe khoắn, có sức sống hơn rồi. Không giống như ngày trước rồi. ít nhất là bây giờ, mặc dù là bác sĩ cũng có khuyên bảo là không được làm việc nặng. Thì bây giờ Sình chỉ có thể làm những công việc nhẹ nhàng thôi. Thì bây giờ cứ cố gắng là tĩnh dưỡng bệnh cho tốt, rồi mình làm kiếm những công việc nhẹ nhẹ làm để làm nuôi con. Ừ. Nhá, không là hai đàn con trai nữa là cũng vất vả lắm đấy. Đúng rồi. Ừ. Cái đường nước này sửa về chưa? Chưa đi sửa đâu. Ừ, chưa đi sửa à? Sáng nay mẹ đó, cô đi đầu cái đứt hết rồi. Rồi nó không biết sửa nước, nó không chảy lên đâu. À. Ừ. Đi sửa thì nước. Đấy, thế bây giờ vòi kéo về đây sẵn rồi thì rồi. Cứ kéo về để mà mà sử dụng thôi. Bao giờ anh em mà nước thiếu thì anh em cắm xuống cho anh em dưới kia dùng một tí là được. Cho vào test một tối là xong, mà lượt một tối là đấy mà. Nhưng mà bây giờ cái chỗ đất dưới này bây giờ càng ngày càng sạt lở xuống như này, có phải chuyển nhà không ạ? Cái đất này là mưa to thì mình ở lại đây thì mình còn sợ lắm nhá. Nhưng mà mình không có tiền thì không biết ở đây không có chú ở thì kệ nó thôi. Nó lúc nào nó sạt thì có nó ỉ ban kệ nó thôi. Lúc nào sạt thì thôi. Thế bây giờ mà ví dụ mà bây giờ chuyển thì còn chỗ nào ở không? Không có đâu. Thế chỗ nương trên kia bây giờ không ở được? Ở trên kia. Ừ. Nhưng lúc trước là em còn một nhà là em có ở trên kia, nhưng mà các chú anh em nó có xuống ở bên dưới này hết rồi, em còn một nhà là ở bên trên. Có người ăn các chỗ em, con dê này, con gà này hết rồi. Ừ. Ăn các chỗ con gà, con
Tức là trước có nhà, trước là nhà ở trên kia. Nên là anh em mọi người các chú cũng chuyển xuống đây hết thì mình ở tự mình một nhà tưởng hay bị trộm cắp nhiều quá là mình phải chuyển về đây ở cùng với hàng xóm ở đây. Đúng rồi. Ồ thế bây giờ là mất con dê này, mất con gà này, mất hết rồi. Nói chung là quanh quanh ở đây bây giờ hiện tại thì là cũng không còn đất mà ở nữa, nhưng mà chỉ có chỗ đất này thì bây giờ cũng ở là khá là nguy hiểm đấy. Còn cái khu mà mấy cái thớt mà anh em chúng cháu có ở bên dưới kia thì hiện tại là cũng có vài nhà người ta cũng muốn nhượng lại nhưng mà bán khá là đắt. Nguyên cái chỗ phòng làm việc của anh em chúng cháu hiện tại đang thuê thì cái chỗ đấy người ta đòi 150 luôn. Cái này mình ở cái này, cái đất này có sản lượng hết rồi, mình làm nhà rồi là nghiền hết rồi, không có tiền làm. Làm nhà xong là nghèo hết được, không có tiền làm. Bán bò đi làm hết rồi. Bán bò đi làm hết rồi. Bây giờ ví dụ nuôi bò nuôi được không? Nuôi bò thì đi cắn cổ bò thì vẫn nó được. Nhưng mà thế bảo không làm được việc nặng rồi. Nhưng bây giờ vẫn bình thường vẫn được, nhưng mà em không có vợ thì em không ở nhà thì lúc nào em vẫn đỡ em khổ, thì em lúc nào em còn đi làm việc thế. Bò trên sông. Em không ở nhà thì. Không, bây giờ đi làm việc thì gì được, không bây giờ chỉ có yếu, nếu mà đi bốc vác như ngày trước làm sao đi được nữa. Nhưng mà đi là mình đi thì cứ phải là đi công ty, đi là cái việc nhẹ thế thôi. Không đi vắt cây cây thông đó, cây kia đó, cây bình đạn đó, đi bốc lên xe thì nặng lắm, thì cái việc đấy thì là không được đâu. Đây có bác có thể thấy không? Em Sình ấy, em ấy là mặc dù là mình biết là mình ốm đau bệnh tật nhưng mà vẫn rất là sốt ruột muốn đi làm thuê kiếm tiền để nuôi các con đấy. Mặc dù là biết là tại những chỉ có thể làm những công việc nhẹ thôi nhưng mà bạn ấy vẫn có tư tưởng là muốn thì thôi, nếu mà tới sau khi uống thuốc đầy đủ 4 tháng sức khỏe tốt hơn nhiều ấy thì sẽ đi tính là đi làm thuê làm các công ty. Và bây giờ nếu mà không biết là có công việc gì nhẹ nhẹ ở quanh quanh đây để cho Sình làm được hay không thì sẽ làm gần nhà nó sẽ đỡ hơn, còn đỡ hơn là đi làm xa, bởi vì các con bây giờ không có vợ nữa, không có vợ để mà lo nữa. Có vợ thì cái hay đứa cô ấy ở với bà ấy thôi. Bây giờ mình khỏi bệnh thì kiếm lấy vợ hai thôi. Nhưng mà không có ai nào thí lấy ê đâu, ê không thí lấy nữa. Không thí lấy nữa? Không thí lấy nữa. Không thí lấy nữa. Rồi nói chiêu thì thôi. Thế thôi cứ nghỉ ngơi nhá. Xong là mấy hôm nữa xem là có vấn đề gì thì anh em lại lên thăm. Nhá. Đây các bác, ngày hôm nay thì anh em thằng cháu là cũng có một lần nữa lên chia sẻ, các bác thấy là Sình là cũng có ra viện, là bây giờ thì sức khỏe tốt hơn nhiều rồi nhưng mà vẫn phải uống duy trì thuốc đấy, thì anh em chúng cháu xin chia sẻ như vậy. Còn bây giờ thì chắc là cũng tiếp tục đi sang bên chỗ nhà chị Vá để xem sức khỏe của chị Vá như nào các bác ạ. Đến hiện tại thì em Dương đã có mặt tại chỗ nhà của chị Vá, người mẹ trẻ nuôi 4 đứa con. Muốn là đi vào trong này để một lần nữa xem thăm chỗ chị Vá xem là chị tình hình sức khỏe của chị dạo này thế nào rồi. Vì mấy hôm qua hôm kia thì anh em chúng cháu cũng có vào đây thì biết được là chị Vá là cũng do là lao lực quá nên là chị cũng đang bị ốm, nằm một chỗ luôn các bác. Và hôm đấy thì em Dương cũng có lấy cho chị một vỉ thuốc, nên không biết là chị đã uống hết chưa. Ủa, khóa cửa rồi này. Khóa cửa rồi các bác. Đây này, không ở nhà rồi. Không ở nhà mất rồi. Đi đâu nhỉ? Hay là đỡ ốm rồi nhỉ? Đây các bác này, xung quanh này chị cũng nhặt nhạnh cây, những cái cành cây cũng như là thân cành cây này, cây nứa này, thứ này về để là đun nấu này. Này thì chắc là hay là chị đi viện rồi nhỉ? Hay là chị bán đi viện rồi? Sang bên chỗ nhà của chứ hỏi không ạ? Vì là hôm vừa rồi thấy anh em chúng cháu thấy là chị Vá là ốm tương đối là nặng, nằm một chỗ luôn, vì cũng nói chung là cũng thời gian này là cũng do thay đổi thời tiết đấy các bác, là rất là nhiều người cũng hay ốm này, bà con gia đình cũng có phơi ngô đây này.
Đang làm gì sáng? Hả? Con làm gì? Không làm gì à? Hôm nay không nhặt với trai à? Có. Hả? Có. Đi nhặt được nhiều không? Đen. Đâu, đâu, xem nào, mở mở anh xem nào. Sử với Dung đâu rồi? Hả? Cái chỗ này đây á? À. Đâu, đâu, đâu. Đây các bác đây. Đấy, đây là vỏ lon chai nhựa và lon bò húc này. Đấy. Sử với Dung đâu? Nho chê. Nho chê à? Đâu, đâu. Mấy anh em đang làm gì đây? Dung. Đang làm gì hả Dung? Chị Vá đỡ ốm chưa? Hả? Ơ sao lại không biết là như nào? Mà chị Vá đi đâu rồi? Đi sang bên là nhà bên kia á? Rồi mà đỡ ốm nhưng mà chưa mà sang tận bên đấy. Ờ. Chào Dung nha. Chào anh. Đó là gì đấy? Hả? Hả? Sử sử mò tìm quần. Sử mò tìm quần mặc. Hả? Thay áo à? Ừ. Thay áo à? Vâng. Hả? Hôm nay không đi hộ chị Vá rồi à? Hả? Hả? À bên này có cái miếng xốp này cho mấy thanh niên này ngồi chơi, nằm chơi đây à? À, thảo nào. Hả? Đi nhặt về á? Ờ. Cái này người ta vứt đây à? Ờ. À. À, đây em bé đây. Em bé khóc này. Nhưng mà chị Vá là sao mới đi nhà rồi à? Ờ. À. Thế thôi thì. Hôm nay anh em, mấy anh em không đi đâu gì? Có đi không? Hôm nay hôm nay đi nhặt ve chai không đi. Hôm nay đi nhặt ve chai không đi à? Ờ thế thôi, thế anh đi sang bên kia một tí đấy. Nghe các bác mấy em là cũng có vừa mới đi nhặt ve chai về là cũng không sang bên kia, thì chắc em Dương sẽ đi sang theo chị Vá đi sang chỗ nền nhà xem như nào các bác nhé. Đây các bác, cái chỗ nền nhà đường vào xuống chỗ nền nhà của chị Vá thì hiện tại là nghe bảo rằng là hôm vừa rồi thì có chỗ em Dung em Xá. Em cũng có về giúp chị gái là sửa được cái đường rồi. Giờ em Dương phải đi test thử xem là vào được đến nhà chưa như bác nhé. Mấy cái chỗ này thì cỏ thì vẫn còn gia chủ vẫn chưa cắt đi. Cái này cũng thấy gia chủ bảo rằng là sẽ chờ đến bao giờ anh em chuẩn bị chở vật liệu thì mới bắt đầu là chặt đi cho bò. Ô, cái chỗ này cua hơi khó đấy. Chắc là phải sửa lại một tí nữa. Đi được rồi. Hai bên cỏ hơi nhiều tí. Nhưng mà người ta cũng hứa là sẽ chặt cho bò được mất. Ồ. Cái này qua được không nhỉ? Tí xe rơi xuống dưới. Đây, cái riêng cái gọi là cây cầu đi. Cái chỗ qua cái khe này thì vẫn phải thêm cây vào các bác. Anh em cháu sẽ mua thêm một hai tấm ván để đặt lên trên đấy. Vì bình thường mình đi như thế này đi nhẹ thì không sao. Nhưng mà đến lúc chở vật liệu chở nặng ấy thì sẽ đi khó. Nên là anh em cháu sẽ mua thêm ván về để sửa thêm. Đó. Đây này. Yu. Đi được. Đi được rồi. Test thử đường. Ô. Xí mỏ đâu về đây ấy xí? Hả? Mỏ đâu về đây? Hả? Vẫn chưa được hả chị Vá? Hả? Chưa được á? Nhưng xí đâu về đây hả xí? Mẹ cuối tuổi em thấy chị Vá nó rất là thương chị Vá thì em ra đây để cuối tuổi thì mình nó nghỉ rồi.
cho em bị trong em về cho chị bá. Là cuối tuần Minh đừng nghỉ, em không phải đi đón Minh nữa thì cho Minh cho Mỹ trông hộ. Thế là ra đây giúp chị Vá. Nó sao em biết đường vào đây mà ra đây hộ chị Vá à? Anh về trên đường này hỏi mấy nhà trên này thì bảo là nhà chị Vá ở dưới này thì hôm nay cũng cuối tuổi rồi, không làm gì nữa thì em mới ra đây hộ chị Vá làm. Nhìn trong thứ việc riêng thì thấy chị Vá mình rất là thương. À. Và em ra đây hỗ trợ chị Vá một ngày. Tức là em lên đến trên này là em hỏi đường thôi. Vâng. À, thảo nào mà hôm nay thấy Sử với Dung là ở nhà thì mới chị Vá với lại xính ra đây tự ra đây cơ à? Vâng. Hai người tự ra thôi. Hai người tự ra rồi. Thì à. Bất ngờ đấy. Bất ngờ đấy. Đứa cái này cứng lắm, làm cả ngày như thế mà còn không đủ nhiều. Đất cứng, đất cứng thật. Căn bản là cái chỗ này là thấy vẫn hơi cao, chị Vá vẫn là sửa lại đúng không? Vâng, đây thấy hơi cao anh. Ừ. Em đang sửa đường bên này về nhưng mà đường sửa. Bên này vẫn phải sửa một tí nữa. Căn bản là xe cũng xuống được rồi. Vâng. Xong là thấy đây cao hơn một tí thì ra đây hỗ chị Vá đào cho nó thất. Em biết làm được cái nhà này. Đúng rồi, cao quá. Vâng. Này thấy cảm thấy có người đàn ông ở trong cùng làm cái này có phải tốn việc hơn rồi chị Bá? Có. Ra đây mồ hôi nắng đôi này không nghỉ à? Thế bây giờ cuốc hết như này xong là mới bắt đầu lại bắt đầu làm đống xong là mới bắt đầu đầu hót đìa, không lấy không có xe ấy à? Đấy, cô bác thấy đây hôm nay là anh em chúng cháu là hôm nay là lấy xe xuống đến tận đây được rồi nha cô bác nhá. Đi theo con đường này lấy xuống đến nơi được rồi. Nhưng mà thật sự phải hôm nay bất ngờ thật, bất ngờ hôm nay là xính ở đây mò được đường. Bỏ con ở nhà đấy. Bỏ con ở nhà cả chị Vá luôn. Thế ai trông con ở chị Vá? Hả? Con lớn trông à? Đỡ ốm chưa? Hả? Dùng móc mi chi thì đâu? Đỡ rồi thì. Hả? Đỡ một tí xong rồi ra đây làm đúng không? Nói chung là bây giờ cũng chỉ sửa sang lại một chút thôi nữa thôi. Bây giờ còn cái chỗ này bên này hơi cao cao một tí nữa. Xong là hạ cái chân này xuống thấp một tí nữa đến cái chỗ này là được rồi. Ừ. Nên là cũng hòm rồi đấy. Đường xá là bây giờ cũng xong hết rồi. Đây các bác phải gọi là khi mà anh em chú cháu thấy những cái hình ảnh này thì cũng cảm tưởng giống như là hai vợ chồng luôn đấy. Vì một người thì chồng bỏ, một người thì vợ bỏ. Cũng biết đâu nào đấy. Cái này thì không nói trước được các bạn. Vì là do nhỡ đâu là cũng là do duyên số thì sao. Nhưng mà đây là cũng em xính là do cũng xem trên video, bởi vì em xính là em cũng có điện thoại, em cũng lên cũng có xem được trên kênh ấy. Em thấy chị Vá cũng rất là khổ như thế thì em xính là cũng xuống hộ chị Vá. Thế thôi, còn cụ thể như nào thì đây là hai người tự biết đấy cô bác nhá. Anh hãy nói đủ hơn đi nhá, nó cái gì cũng chỉ em cho em. Nhớ mà. Nhà nó cho ta nhà chính cho nó rộng. Hả chị ta xa nhớ. Nhớ nó được ta được. Rồi rộng đi trả lo. Lấy lưu dù đó. Nhớ. Dù là nhà hảo mộ vậy thế. Chị lưu là nó cho người chị lưu kìa. Hồi ý xưa chả xì lì. Chị bố nhẹ giống như thế này. Thế này chủ yếu mua chạy giúp bố nhẹ xưa. Tầm này là dù là tích lưu dù. Dù mùi dù là sức chả lưu chỉ lưu dù. Nó mình có chăn đôi giúp bố mô ý ổ chí chữ kia nào. Lá rốt tiền hỗ trợ cho tàu cha cho cùng một hậu. Nó chỉ tàu ngáo để bữa ta, để ngáo bết nhát lâu để ngáo bết nhát lâu. Chào mọi người.
chào tất chị đi. Nay giờ con nhìn học kinh là đại học mà. Lăng chị ơ. Lăng. Chị tao đại học bao chị y khung chị. Con nhìn tình hóa nhà giống gì ạ? Như vậy mà. Thế xin mừng đáp đại học. Con nhìn tao tích chứ mất kê mừng à? Tao mừng. Tao nhìn tao nghỉ tao là cách cho tao mừng đáy à? Dông. Ừ, chị chúng ta lý nè. Nhà nhà con nhà sang đến đây mới đây lâu. Ờ, chị mừng ạ. Chị mừng ạ. Chị đây thì lên lạc hả? Như là chắc có sứ. Chắc có sứ có một tiếng nữa. Bên nhìn cẩn trọng. Thế giờ phải cẩn lý. Sáng đến. Tư nâng cậu tạ xíu đi tàn đó. À, nâng cậu tạ xíu đi tàn. Ừ. Chủ trụi. Chủ trụi đi bọn tạ. Cô xa dì xong rồi tư tạ tàn đó. Bọn mi bìm. Chị tàn trọng cậu kìa. Mi cẩn lý. À, cẩn lý cao. Tư bỏ mi bìm bìm rồi là cả. Nhưng tư chị tàn trọng tư cả là. Chào ông già tụi này mà chỉ thôi vậy đi thao tụi à, bây giờ cả đó bỏ ít để về mà họ xin thôi cả. Tôi mới tao xài xong chút cùng rồi. Giờ đến giờ nên nó cháu này lấy ta mà nó chạy đất một lần. Nó liền nó hay là chưa biết là mà. Giờ đến nó cháu giờ biết ta mà nó liền. ฉันฉันตัวฉันฉันแล้วเดี๋ยวจะไปจอยไปบ่ก็ติดสิจอยอ่ะอ๋อมันจะจุ๊บมาจอยแล้วลูกวิจุ๊บชิโยฮอนดาแล้วจะเสียด้วยเดี๋ยวฉันนี่ตีเดี๋ยวไปจอดแล้วเดี๋ยวไปจอดมาฉันเนี่ยเดี๋ยวต้องมาไปจอดอือหายแล้วลูกวิจุ๊บลง Này làm khó phết đấy nhờ. Để mà làm xong cái này thì nói chung là ở đây hiện tại là cũng cái chỗ lượng đất này cũng vẫn còn tương đối là ít rồi. Làm từ giờ đến chiều chắc là cũng khả năng là cũng xong được. Nếu có vẫn còn thì vẫn còn cũng vẫn còn ít thôi. Thế xính tối ngủ lại đây chứ hay là đi vẫn đi về? Tôi chắc đi về ạ. Hả? Con nhỏ chắc đi về ạ. Con nhỏ đi về nhờ. Không, thằng Minh cũng không biết ở với ai. Hôm nay ở với em Mỹ ạ. Hôm nay mình ở với Mỹ à? Thế tí nữa ở lại với chị Vá ăn cơm xong là tí ở lại với chị Vá ăn cơm nhá. Vâng. Xong là mai xong là ăn cơm xong hãng về. Ừ, cái xong cho về à? Hả? Cái xong về. Nhá. Vâng. Ừ. Tí. Đây cô bác ạ, đó là bế hôm nay thì em Dương cũng bảo là đi vào thăm chị Vá xem là tình hình sức khỏe của chị như nào. Mà chị cũng bảo đỡ rồi lại ra đây. Để san lại chỗ nền này một chút bởi vì vẫn đang cũng vẫn còn hơi cao để khắc phục lại một chút thôi. Thì cũng tình cờ là vào đây lại cũng có gặp em Xính à. Em cũng đang ở đây để hộ chị Vá là san nốt cái chỗ nền này. Thì lát nữa em Dương cũng sẽ tiếp tục sử dụng cái khoản quỹ mà các cô bác nhóm Hoa Sen Chân Như cũng gửi về để giúp đỡ cho chị ấy. Một thức ăn có người làm nền ấy, người về giúp làm nền ấy thì hôm nay cũng đằng nào cũng có em Xính ở đây thì anh em chúng cháu sẽ trích quỹ đề ra để mua cho gia đình ăn cơm cũng như là các cháu nữa. Trứng hôm nọ em mua về còn không hả chị bác? Sơ kèn vẫn còn đi. Tí nữa đi mua ít thịt xong là cho thêm cả trứng và làm thêm cả trứng nữa nhé. Nhưng mà Xính nhớ là ở lại ăn cơm đã nhá. Vâng. Về muộn một tí chắc không sao, pha xe có sáng không? Đi xe không sao đâu. Hả? Này đi xe không đi sao. Đi xe không sao đâu cái gì? Này bất ngờ quá, tí lại là huých một phát vào chỗ sườn của Xính. Nên là mình bây giờ thôi để cho chị Vá cùng với lại em Xính hai người tự làm sẽ tự nhiên hơn. Mình cũng không can thiệp vào nữa. Đây các bác có thể thấy là chỗ view của nhà chị Vá đây ra ngoài này là cũng cực kỳ là đẹp luôn các bác này. Từ cái hiên bên ngoài này em tới là em Dương nếu mà lúc đặt vật liệu làm thì cháu sẽ làm sao lấy đủ vật liệu xong là láng hết ra bên ngoài này luôn. Đó thì ra bên ngoài này nhìn sẽ cái view bên sông ngay bên dưới luôn. Đấy. Nếu tới em mà gia đình làm được con đường từ đây xuống dưới sông ấy, thì có thể giặt rũ đi xuống dưới kia giặt rũ sẽ thoải mái hơn các bác. Còn con đường thì
từ đây sang bên kia thì cũng có làm xong rồi. Em Dương cũng có, đã là người test đầu tiên, test cái con đường này. Là xe đã cũng xuống lên đây, xe em Dương đẩy ra kia rồi. Đấy, thì khẳng định là vật liệu sẽ vào lên đây được.